Duy Anh Web thiết kế website chọn gói chỉ từ 2,8 triệu tặng tên miền hosting hotline tư vấn làm web 18006223 website duyanhweb.com.vn. Chào mừng bạn đến với chuyên mục tử vi và cuộc sống của trung tâm đào tạo marketing online Duy Anh Web. Xem tử vi tuổi Giáp Thân năm 2021 nam mạng nói riêng và xem tử vi nói chung từ lâu đã trở thành món ăn tinh thần, là truyền thống của người Việt Nam chúng ta. Mỗi người sẽ có những mục đích khác nhau, nhưng tựu chung lại thì người sinh năm 2004 muốn nắm bắt cuộc sống, vận hạn của mình trong năm mới Tân Sửu 2021. Xem tử vi tuổi Giáp Thân năm 2021 nam mạng nói riêng và xem tử vi nói chung từ lâu đã trở thành món ăn tinh thần, là truyền thống của người Việt Nam chúng ta. Mỗi người sẽ có những mục đích khác nhau, nhưng tựu chung lại thì người sinh năm 2004 muốn nắm bắt cuộc sống, vận hạn của mình trong năm mới Tân Sửu 2021. Phần tử vi năm 2021 tuổi Giáp Thân nam mạng sẽ dựa vào sao hạn và các sao chiếu theo năm, qua đó kết luận về cuộc sống của quý bạn theo 4 phương diện chính: tài lộc, tài chính, công danh, công việc, tình duyên, gia đạo và sức khỏe. Quý bạn sẽ có được cái nhìn tổng quan nhất về công việc cũng như cuộc sống của mình trong năm 2021. Tử vi tuổi Giáp Thân năm 2021 nam mạng sinh năm 2004, Giáp Thân, 18 tuổi nam mạng sanh từ 22 tháng 1 năm 2004 đến 8 tháng 2 năm 2005, tướng tinh, con heo, con rồng, hắc đế, phú quý. Tổng quan tử vi tuổi Giáp Thân năm 2021 nam mạng: mạng thủy gặp năm thổ là tương khắc, xấu, chủ về ốm đau bệnh tật sao, mộc đức tốt, may mắn, danh lộc tốt, hạn, huỳnh tuyền, phòng bệnh nặng vận niên, kê hồi viên, tốt thiên can, giáp gặp tân, bình hòa, thuận thành địa chi, thân gặp sửu, bình hòa, thuận thành xuất hành. Ngày mồng 1 Tết, 17 giờ tới 19 giờ chiều, giờ địa phương, đi về hướng chính đông để nghênh tiếp tài thần, đi về hướng tây nam để đón hỷ thần. Hai luận tử vi tuổi Giáp Thân nam mạng năm 2021 về mặt sao hạn. Một, xem tử vi Giáp Thân 2021 nam mạng về sao chiếu mệnh sao mộc đức. Mộc tinh là một trong những phúc tinh chiếu mệnh, thuộc hành mộc, chủ về sự an vui, tốt lành, về nhiều bình diện trong cuộc sống, nhất là về hôn phối, đại kết vào tháng 10 âm lịch. Ngoài ra, nam giới gặp sao này chiếu mệnh thì đề phòng các bệnh về mắt. Mộc đức sao sáng mênh mông, lộc tài xuân hạ thu đông, dạng người bán buôn vốn một phát 10, gia môn rộn rã, nụ cười ấm no. Hai, xem tử vi Giáp Thân nam mạng 2021 về hạn tuổi hạn huỳnh tuyền, đại hạn, huỳnh tuyền hạn ấy nặng thay, dẫu khỏi tai nạn khiến dày ốm đau, khuyên ai khấn nguyện hết lòng, cúng sao giải hạn, thoát vòng tai ương, giải nghĩa. Hạn huỳnh tuyền là một trong những hạn xấu có ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe và tài lộc của đương số, do đó, nếu năm 2021 bạn gặp sao hạn này thì phải chú ý đề phòng bệnh tật nghiêm trọng có thể khó qua. Công việc làm ăn gặp nhiều thất bại, khó khăn. Ba, xem tử vi tuổi Giáp Thân năm 2021 nam mạng về tứ trụ thiên hao, địa lợi. Công việc học hành của quý bạn tuổi Giáp Thân nam mạng trong năm không được thuận, tài vận kém, tiền bạc hao tán, mưu sự việc gì trong năm khó thành, luôn có kẻ cản trở phá hoại. Tình cảm trong gia đạo của quý bạn tương đối tốt, đón nhiều. Duy Anh Web liên tục khai giảng khóa học bán hàng online đa kênh 4.0, cầm tay chỉ việc một, kèm một hotline tư vấn khóa học 18006223, website duyanhweb.edu.vn. Việc vui mừng nhưng sức khỏe hư hao, bất an ốm đau, công việc học hành nhiều trở ngại. Bốn luận tử vi tuổi Giáp Thân 2004 năm 2021 nam mạng về vận niên kê hồi viên. Gặp vận niên kê hồi viên thì kinh doanh buôn bán, xuất hành hay đi xa đều được thuận lợi, hanh thông. Năm 2021 có lộc hoạch phát hoặc được người khác biếu cho tặng tiền, chú ý nên tránh vùng sông nước, đề phòng khẩu thiệt hay bị người khác giới lợi dụng. Tránh nơi cầu phá, chớ cho vay nợ chủ về khó đời, tốt nhất nên làm việc thiện, sống thủy chung và giúp đỡ người khác. Năm, xem tử vi tuổi Giáp Thân nam 2021 về màu sắc hợp tuổi. Về màu sắc thì tuổi Giáp Thân nên dùng màu trắng kỵ dùng các màu vàng. Kết luận về mặt sao hạn, người tuổi Giáp Thân nam mạng trong năm Tân Sửu sao chiếu hạn tuy tốt nhưng bản mệnh của quý bạn lại không tốt, nên làm việc gì khó được thành công hoặc có sự bỏ dở công việc. Bên cạnh đó, quý bạn trong năm chú ý sức khỏe không tốt. Luận tử vi Giáp Thân 2021 nam mạng về mặt sao chiếu theo năm. Một, xem tử vi nam Giáp Thân năm 2021 tại cung tiểu vận có các sao cố định: Thiên Khôi, Thiếu Dương, Đường Phù, Hồng Loan, Hỷ Thần, Thiên Không Cô Thần, Kiếp Sát, Lâm Quan. Bộ sao này ý nghĩa về sự u buồn, tuy nhiên quý bạn ra ngoài được quý nhân giúp đỡ hoặc được người khác giới để ý tới,
Hai, xem tử vi giáp thân nam mạng 2021 tại cung xung chiếu có các sao cố định Long Đức, Thiên Hỷ, Đà La, Tuyệt. Quý bạn trong năm xuất hành đi lại gặp nhiều bất lợi về mặt sức khỏe. Ba, tử vi năm 2021 tuổi giáp thân nam mạng tại cung nhị hợp có các sao cố định Thiên Mã, Thanh Long, Điếu Khách. Bệnh ý nghĩa bộ sao chủ về xe cộ đi lại cẩn thận, lưu ý chân tay. Bốn, tử vi tuổi giáp thân nam mạng năm 2021 tại cung tam hợp có các sao cố định Thiên Trù, Đào Hoa, Thiên Việt, Nguyệt Đức, Dưỡng, Tử Phủ, Tiểu Hao, Phúc Đức, Quả Tú, Địa Võng, Kình Dương, Tử. Bộ sao này ý nghĩa quý bạn đón lộc về ăn uống, khi ra ngoài được tới những nơi cao sang, chú ý về mặt tình cảm gia đạo không được tốt. Kết luận, tử vi tuổi giáp thân 2004 nam mạng năm 2021 tương đối tốt, gặp được quý nhân giúp đỡ và nhiều may mắn trong công việc học tập cũng như đi lại. Ngoài ra trong nhà quý bạn đón tin vui về hỷ tín hoặc thêm người. Tổng kết tử vi tuổi giáp thân năm 2021 nam mạng 1 về phương diện công việc ngoại giao. Đối với quý bạn tuổi giáp thân thì công việc ngoại giao, kết nối bạn bè trong năm không được tốt đẹp như mong muốn, đôi khi nảy sinh những bất đồng về mặt quan điểm sống cũng như việc học tập. 2 về phương diện tài chính tiền bạc. Đối với những người tuổi 2004 chưa kiếm được ra nhiều, nhưng trong năm Tân Sửu cần chi tiêu nhiều về cuộc sống cũng như bạn bè nhiều, bên cạnh đó quý bạn còn có thể mất mát về của cải hay tiền bạc. 3 về phương diện gia đạo. Tình cảm của thành viên trong gia đạo của quý bạn không được tốt, có kẻ phá hoại, trong gia đạo có thể xảy ra những xung khắc giữa bố mẹ, các vấn đề mâu thuẫn về quan điểm sống. 4 về phương diện sức khỏe. Trong năm Tân Sửu 2021 của quý bạn tuổi này chú ý vấn đề sức khỏe. Ốm đau bệnh tật có thể lâu ngày khó khỏi, ngoài ra cẩn thận về vấn đề giao kéo để tránh tì vết. Kết luận, trong năm Tân Sửu người tuổi giáp thân nam mạng chú ý vào việc học hành, hạn chế mảng chơi sẽ không ảnh hưởng tới kết quả học hành. Bên cạnh sức khỏe của quý bạn cần lưu ý, mối quan hệ tình có kẻ phá hoại. Phương pháp giải hạn tử vi giáp thân nam mạng 2021. Một, cúng sao giải hạn sao Mộc. Đức tuổi giáp thân nam mạng năm 2021 gặp sao Mộc rước chiếu mạng đầu năm dâng sớ cầu tài, cầu lộc vào mỗi tháng và cùng vào ngày 25 âm lịch, cúng vào. Duy Anh Web thiết kế website chọn gói chỉ từ 2,8 triệu tặng tên miền hosting hotline, tư vấn làm web 18006223, website duyanhweb.com.vn. Lúc 19 giờ đến 21 giờ, thắp 20 ngọn đèn và lạy về hướng đông làm lễ, bài vị dùng giấy xanh đông phương giáp Ất Mộc Đức Tinh Quân, rồi khấn cung thỉnh Thiên Đình Thánh Vân Cung Đại Thánh, trùng quan triều nguyên Mộc Đức Tinh Quân vị tiền Mộc Đức sao ấy tốt thay thập ngoạn, thập nhị đặng dày ân lai 25 cúng kiến nhằm ngày cờ vàng 20 ngọn. Lạy dày hướng đông hai giải hạn xấu bằng số điện thoại hợp phong thủy. Trong năm Tân Sửu quý bạn nên dùng sim phong thủy hợp tuổi để kích thêm về tình duyên, công danh, tiền bạc và tài lộc. Cho tử vi tuổi giáp thân 2004 năm 2021 nam mạng, ba giải hạn nam giáp thân 2004 năm 2021 theo tuổi hợp. Tuổi hợp, người cùng tuổi và người sinh năm 1996, tuổi này chủ mang đến nhiều điều may mắn. Tuổi Kỵ, không nên kết hợp với những tuổi không hợp chủ về sự muộn phiền, đó là người tuổi 1972, tuổi 1988. Bốn, luận tháng tốt xấu năm Tân Sửu 2021. Tháng xấu, tháng 2, tháng 8 âm lịch là những tháng xấu nhất đối với quý bạn tuổi giáp thân, có thể mang đến nhiều chuyện buồn phiền, thị phi. Tháng tốt, tháng 4, tháng 7 âm lịch là những tháng tốt nhất trong năm, nên làm việc gì trong tháng này đều đạt được ước muốn. Vi luận tử vi tuổi giáp thân năm 2021 nam mạng theo tháng 1. Xem vận hạn tuổi giáp thân năm 2021 nam mạng vào mùa xuân tháng 1, vui xuân đầu năm cùng với thành viên trong gia đạo. Quý bạn tuổi giáp thân là việc gì cũng nên cân nhắc, bởi có thể không được như ước muốn. Tháng 2, sức khỏe của quý bạn trong tháng này không được tốt, cuộc sống có sự buồn phiền, ra ngoài cẩn trọng có thể mất mát về mặt tiền bạc của cải. Tháng 3, quý bạn được quý nhân giúp đỡ trong tháng này, tuy nhiên đây là tháng gia đạo, quý bạn ốm đau bệnh tật có thể lâu khỏi. Hay xem tuổi giáp thân năm 2021 nam mạng vào mùa hạ tháng 4, đây là tháng quý bạn có lộc về tiền bạc đưa tới, sức khỏe dù đau ốm bệnh tật cũng nhanh chóng khỏi bệnh. Tháng 5, trong tháng này quý bạn đón nhiều tin vui về mặt tình cảm, trong họ hàng nội tộc đón tin vui như việc hỷ tín đưa tới. Tháng 6, gia đạo của quý bạn sinh năm 2004 giáp thân nam mạng có sự sửa sang hoặc mua sắm những đồ vật mới. Ba, xem vận mệnh tuổi giáp thân năm 2021 nam mạng vào mùa thu tháng 7, tháng này quý bạn có sự tiêu hao nhiều về tiền bạc, ngoài ra chú ý đến các bệnh liên quan nhức mỏi chân tay. Tháng 8, công việc kinh doanh làm ăn của bố mẹ quý bạn trong tháng 8 có sự thay đổi nhiều, tuy nhiên khi ra ngoài chú ý tới lời ăn tiếng nói.
Tháng 9, đây không phải là tháng tốt cho chuyện tình cảm của quý bạn tuổi Giáp Thân, bên cạnh đó công việc học tập kết quả không được như ý muốn. 4. Xem bói tuổi Giáp Thân 2021 nam mạng vào mùa đông tháng 10, trong tháng này gia đạo của quý bạn thiếu hòa khí, hay xảy ra những mâu thuẫn hoặc xung đột, cùng với đó cẩn thận di chuyển xe cộ. Tháng 11, được hưởng âm phù cũng như dương trợ nên đây là tháng rất tốt của quý bạn. Việc gì tiến hành trong tháng này cũng có thể hóa hung thành cát lành. Tháng 12, công việc học hành của quý bạn trong tháng cuối năm không được tốt, chú ý hạn chế tai nạn về miền sống nước. Xem tử vi năm 2021 tuổi Giáp Thân nam mạng sẽ cho quý bạn biết những khó khăn, thuận lợi của mình, bạn hãy chuẩn bị cho mình những bước đi vững chắc và chính xác nhất để có một năm Tân Sửu bình an và tài lộc. Duy Anh Web liên tục khai giảng khóa học bán hàng online đa kênh 4.0 cầm tay chỉ việc một kèm một hotline tư vấn khóa học 18006223 website duyanhweb.edu.vn.